Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của bài 16. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài 17, phép chia hết, ước và bội của một số nguyên, chương 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, toán 6, tập 1. Trước khi đến với nội dung thì thầy sẽ hướng dẫn sơ lược về kiến thức trong bài. Ở đây chúng ta có được ví dụ như là 6 nè, sẽ bằng gì? 2 nhân 3. Vậy thì mình sẽ suy ra được 6 sẽ chia hết cho 2. 6 chia cho 2 bằng 3. Đấy, nên là thầy nói rằng 6 sẽ chia hết cho 2. Và 6 chia hết cho 2 thì chúng ta có được cái số chia hết. Đó chính là gì? 6 là bội của 2. Về khái niệm ước và bội này thì các em đã học rồi, về trong phép số tự nhiên rồi đúng không? Đấy, tiếp tục và nói ngược lại, đó là 2 sẽ là ước của 6. Đấy, đây là nội dung về ước và bội. Và bây giờ chúng ta có được quy tắc dấu như về phép nhân ha. Mình có được quy tắc dấu. Quy tắc dấu của chúng ta cộng nhân cho cộng thì kết quả sẽ ra cộng. Và âm này nhân âm thì sẽ ra dương. Dương nhân cho âm thì sẽ ra âm. Và âm nhân dương thì sẽ ra âm. Như vậy thì chúng ta thấy được, đó là mình có được hai cái cùng dấu với nhau, đó là gì? Dương này nhân dương, kết quả sẽ là dương. Âm nhân âm, kết quả sẽ là dương. Như vậy thì cùng dấu kết quả dương. Đấy, cùng dấu thì kết quả sẽ là dương. Và khác dấu này, khác dấu thì mình có được gì? Dương nhân cho âm đúng không, hoặc là âm nhân cho dương thì kết quả đều ra âm cả. Nên các em nhớ cái nội dung đó để chúng ta thực hiện cho nó dễ. Đó, khác dấu. Kết quả âm. Và cái quy tắc dấu này này, nó áp dụng y chang cho phép chia vậy. Đây, mình có được, đây, ví dụ ha. Ví dụ mình có được 2 nhân 3, đó là dương nhân dương sẽ bằng 6. Vậy thì ở đây mình có được gì? Chia này, thầy áp dụng cái chia này. Chẳng hạn 6 chia 2 thì dương chia cho dương thì nó cũng sẽ bằng gì? Bằng kết quả là dương. Tiếp tục, âm nhân âm, chẳng hạn như là âm 2 nhân cho âm 3 sẽ bằng gì? Dương 6, đúng không? Âm nhân âm ra dương. Thì ở đây tương tự mình có được gì? Âm 6 mà chia cho âm 2 thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu các em? Đây này, âm mà chia cho âm thì sẽ ra dương. Đấy. Rồi. Thì ở đây là cái dấu nhân, còn bây giờ mình thay vào dấu chia thì nó cũng y chang. Các em cứ để ý học thuộc cái quy tắc dấu này chúng ta làm được. Cùng dấu với nhau, nhân với nhau sẽ ra dương, thì cùng dấu với nhau, chia với nhau, kết quả sẽ ra dương. Để mình kiểm tra lại cho chắc kết quả. Tiếp tục nè, cái thứ ba đó là dương nhân âm sẽ ra âm. Dương chẳng hạn như là 2 nhân cho âm đó là âm 3 thì kết quả sẽ ra âm, đó là âm 6. Thì tương tự, mình có dương là số 6 nè. Mình chia cho gì? Mình chia cho âm. Dương chia âm sẽ ra gì? Sẽ ra âm. Đấy, là bằng âm 3. 6 chia 2 được 3 rồi. Tiếp tục, chúng ta cuối cùng đó là gì? Âm nhân với lại dương. Này, cái cuối cùng này thầy tắt riêng ra cho dễ nhìn. Âm này, tức là âm 2 nhân cho dương 3 thì sẽ bằng âm 6. Thì cũng tương tự, mình có được gì? Âm 6 mà chia cho dương 2 thì cũng sẽ bằng gì? Âm 3. Đấy, các em áp dụng y chang như thế. Quy tắc dấu nhân như thế nào thì chia như thế đó là ok ha. Rồi, cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói về bội và ước. Đầu tiên thầy nói về ước trước. Ước, ví dụ ước
của gì? Ước của 4. Ước của 4 là những số nào các em? Tất cả các ước của 4 sẽ là 1 này, 2, 4. Ước của 4 là gì? Là những số mà 4 này chia hết. 4 chia 1 hết. Như vậy 1 sẽ là ước của 4. 4 chia cho 2 hết. Vậy thì nó sẽ là ước của 4. 4 chia 3 không được thì không liệt kê vào. 4 chia 4 bằng 1 thì 4 này sẽ là ước của 4. Vậy thì khi chúng ta học thêm cái số nguyên âm á các em thì mình sẽ có được gì? Tất cả ước của 4 là, các em ghi dương 1 thì các em phải nhớ số đối của nó sẽ là âm 1. Đấy, cứ có một số dương thì sẽ có một số âm. 2 thì nó sẽ là âm 2 và 4 thì nó sẽ là âm 4. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có được 1, 2, 3. 3 ước của 4 đó là ước dương này. Thì chúng ta sẽ có được gì? Kèm theo nó là thêm 3 ước âm nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có được tất cả là 6 ước. Các em cứ tìm cái số dương trước, tìm cái ước dương trước. Sau đó là gì? Các em ghi số 1 thì đừng quên ghi âm của nó là ok, âm 1. 2, đừng quên ghi số đối của nó, âm 2. 4, đừng quên ghi số đối của nó là âm 4. Ok ha? Rồi, tiếp tục chúng ta nói về bội chẳng hạn. Bội. Thầy ví dụ như là gì? Ví dụ tìm bội của 5. Rồi thì tương tự thì chúng ta sẽ đi tìm gì? Mình sẽ đi tìm các bội của gì? Của 5 mà không âm trước. Bội không âm của 5 là, thì đầu tiên mình sẽ lấy gì? 5 nhân cho 0 thì mình sẽ được 0 này. 5 nhân 1 được 5. 5 nhân 2 được 10. 5 nhân 3 được 15. Vân vân vân. Vậy thì bây giờ mình sẽ có được gì? Tất cả các bội của gì? Bội của 5 là, tất cả bội của 5 là, bây giờ các em ghi gì? Số 0 thì số 0 này không có số số âm, đúng không? Không có số đối của nó nên chúng ta vẫn ghi là 0. Nhưng khi các em ghi số 5 thì các em nhớ kèm theo số đối của nó sẽ là âm 5. Đấy. Và 10 thì các em nhớ kèm theo số đối của nó sẽ là âm 10, vân vân vân. Đấy, 15 thì cũng tương tự, kèm theo cái số đối của nó sẽ là gì? Âm 15. Đấy thì tương tự như thế thôi. Vậy thì khi mà chúng ta đi tìm ước này, khi chúng ta đi tìm bội này thì chúng ta sẽ tìm tất cả các ước không âm và đi tìm tất cả các bội không âm của nó. Và sau đó chúng ta ghi hết tất cả các gì? Ước và bội, chúng ta nhớ kèm theo số đối của nó là ok. Rồi được ha. Chúng ta vào nội dung bài học. Một nhỏ, phép chia hết. Cho AB thuộc Z, B khác không? Nếu có số nguyên quy sao cho A bằng B nhân quy thì ta có phép chia hết. Đó là A chia B bằng quy. Trong đó ta cũng gọi A là số bị chia, B là số chia và quy là thư. Và khi đó ta nói rằng 6 sẽ chia hết cho B và ký hiệu đó là A chia hết cho B. Thì cái này đơn giản thôi, các em đừng có suy nghĩ gì nhiều. Chúng ta chỉ có là gì? 6 sẽ bằng 2 nhân 3. Vậy thì mình suy ra được 6 sẽ chia hết cho 2 và bằng 3. Thì ta nói rằng 6 sẽ là bội của 2 và 2 là ước của 6. Như thế là xong. Rồi, ví dụ 1. 12 chia cho âm 3. Thì vì 12 sẽ bằng gì? Âm 3 nhân âm 4. Nên ta có được 12 chia cho âm 3 sẽ bằng âm 4. Đây này, cái này các em áp dụng cái quy tắc dấu này. Dương chia âm. Dương chia âm sẽ ra kết quả là âm. Đấy, thì cái dấu của tích như thế nào thì dấu của thương y chang như thế. Các em cứ vận dụng vào, các em chỉ cần học một cái là được. Này, dương chia dương ra dương cũng giống như là dương nhân dương ra dương, âm chia âm ra dương thì nó giống nhau hết các em. Nên là cái này các em cứ học thuộc cho thầy ok là được. Chỉ cần học một cái thôi. Đấy, học của tích, học của thương là ok. Đó, tương tự như vậy nè, âm 35 chia hết cho 7 thì ta sẽ có được gì? Âm 35, âm này chia cho 7 là dương. Âm chia dương, kết quả sẽ ra âm. Đấy. Rồi, và chúng ta có nội dung nhận xét. Từ 12 chia 3 bằng 4 thì ta sẽ suy ra được các phép chia hết như sau. 12 chia cho âm 3 sẽ bằng âm 4. Khác dấu, kết quả sẽ là âm.
Âm 12 chia cho 3 sẽ bằng âm 4, khác dấu kết quả sẽ là âm, cùng dấu sẽ ra kết quả là dương. Âm này chia cho âm sẽ ra dương, dương chia dương sẽ là dương. Rồi chúng ta cùng nhau đến với luyện tập 1. Rồi các em quan sát luyện tập 1. Thực hiện phép chia 135 chia cho 9, từ đó suy ra các phép chia 135 chia cho âm 9 và âm 135 chia cho âm 9. Ở đây dấu của thương thầy đã ghi lại đây rồi. À, mình thực hiện câu 1 trước ha. Giờ mình có được 135 chia cho 9. Ở đây các em đặt tính xem bằng bao nhiêu. Còn không thì chúng ta bấm máy tính. 135 chia cho 9 bằng 15. Đấy, các em cứ đặt tính ra ngoài vở nháp nha. Rồi chúng ta lấy máy tính chúng ta kiểm tra lại. Rồi, như vậy thì mình sẽ thấy giống như cái nội dung quy tắc thầy nói nè. Dương này, 135 chia cho dương 9. Đây, dương chia cho dương thì kết quả sẽ là dương, ra dương 15. Đấy. Rồi, từ đó mình suy ra. Như vậy thì do đó 135 mà chia cho âm 9, dương chia âm, dương này chia âm thì kết quả sẽ ra gì? Ra âm, đúng không? Đây, ra âm. Và mình có được ở bên trên rồi. Số này chia với nhau bằng 15 thì số này chia với nhau cũng ra gì các em? Cũng ra 15. Và cái dấu của nó các em để ý, dương chia âm sẽ ra âm. Đấy, mình chỉ cần thêm dấu vào là được. Tiếp tục. Âm 135 chia cho gì? Âm 9. Cái kết quả thực ra nó có ở đây rồi các em, ở cái vòng mà thầy tô màu ở này. Nên là bây giờ chúng ta chỉ cần dựa vào cái dấu của thương này để chúng ta xem thử nó là âm hay là dương thôi. Đấy. Bây giờ mình để ý âm này chia cho âm, âm chia âm thì kết quả sẽ ra dương. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là dương 15. Đấy. Mình chỉ cần học thuộc cái dấu của thương này là chúng ta ghi ra ok thôi. Rồi chúng ta đến với nội dung số 2. Tính âm 63 chia cho 9. Câu 3. Âm 63 chia cho 9. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy như thế nào? Mình sẽ lấy âm này chia cho dương, âm chia dương, tức là cái hàng thứ tư này, kết quả sẽ ra âm, đúng không? Vậy thì âm. Rồi mình lấy cái gì các em? Lấy 63 chia cho 9 và kết quả của mình sẽ là âm 7. Đấy, các em tính trong ngoặc trước thôi. 63 chia 9, 9 nhân 7 là 63. Vậy 63 chia 9 bằng 7 và âm chia dương kết quả sẽ ra âm, nên nó sẽ là âm 7. Tiếp tục. Âm 24 chia cho âm 8. Âm 8 thì sẽ bằng. Bây giờ mình sẽ có được âm chia âm, kết quả ra dương. Như vậy thì mình sẽ lấy gì? 24 mình chia cho 8 và kết quả sẽ là 3. Đấy. Thì nhân như thế nào thì các em áp dụng chia y chang như thế là ok. Được ha. Rồi, chúng ta đến với nội dung thứ hai, đó là ước và bội. Rồi, quan sát nội dung đọc hiểu. Khi A chết cho B, AB thuộc chết, B khác không. Ta còn gọi A là bội của B, B là ước của A. Thì cái này ở đầu bài thầy cũng đã hướng dẫn rồi. À, ví dụ, 3 là một ước của âm 12 vì âm 12 chia cho 3. Rồi, về phần nội dung nhận xét. Nếu A là một bội của B thì âm A cũng là bội của B. Nếu B là một ước của A thì âm B cũng là một ước của A. Tức là khi các em tìm được một bội dương nào đó thì chúng ta luôn luôn đi kèm theo đó là một bội âm là số đối của nó. Tương tự, nếu các em đi tìm một ước dương nào đó thì các em sẽ có được gì? Một cái ước âm là số đối của nó. À, ví dụ 3 này. Tìm các ước của 4, khi nãy thầy cũng đã hướng dẫn rồi, đúng không? Ta có các ước dương của 4 là gì? 1, 2, 4. Do đó, tất cả các ước của 4 sẽ là, đây này, mình ghi số 1, xong mình ghi gì? Thêm số đối của nó là âm 1 vào. Số 2, đừng quên số đối của nó là âm 2. Số 4, đừng quên số đối của nó là âm 4. Như vậy chúng ta sẽ có được tất cả các ước của 4 là đây. Tiếp tục,
Các ước dương của 6 thì mình đi tìm ước dương đó là 1, 2, 3, 6. Như vậy thì do đó tất cả các ước dương của 6 là gì? 1. Đừng quên số đối là âm 1. 2. Đừng quên số đối là âm 2. 3. Đừng quên số đối là âm 3. 6. Đừng quên số đối là âm 6. Như vậy là ok thôi. Rồi, vậy thì chúng ta để ý này, bằng B nói. Để tìm các ước của số nguyên A, ta tìm các ước dương của A cùng với các số đối của chúng. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm ước dương trước và sau đó mình ghi thêm cái số đối của nó vào nữa là ok ha. Chú ý, ta thấy các số âm 2, âm 1, 1, 2 vừa là ước của 6, vừa là ước của 4. Chúng được gọi là ước chung của 6 và 4. Thì cái này ở trên này có 1 này, dưới này có 1. 1 này là ước của 4, cũng là ước của 6 nên nó gọi là ước chung. Tương tự như vậy, âm 1, âm 1, 2, 2 và âm 2, âm 2 đều là ước của 4 và là ước của 6 nên nó sẽ là ước chung. Ví dụ 4, tìm các bội của 7. Thì bội của 7 sẽ là các số gì các em? Này, được bội không âm của 7 là 0, 7, 14, 21. Lấy 7 nhân cho 0 được 0. 7 nhân 1 được 7. 7 x 2 14, 7 x 3 21, vân vân vân. Do đó thì các bội của 7 là 0, 7, đừng quên số âm, âm 7, 14, âm 14, 21, âm 21. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết luyện tập 2 để các em dễ hiểu bài hơn. Tìm các ước của 9. Câu A. Bây giờ chúng ta đi tìm các ước dương của 9 trước. Các ước dương của 9 là những số nào các em? Các em chia ra nháp này. 9 chia 1 được 9. 9 chia cho 2 không được. 9 chia 3 được 3. Đúng không? Đấy, vậy thì rõ ràng 1 3 9 sẽ là ước của 9. 9 chia hết cho 1 này. 9 chia hết cho 3 này. Và 9 chia hết cho 9. Đấy, như vậy thì mình có các ước dương của 9 là 1, 3, 9. Rồi, thế thì ở đây chúng ta có các ước của gì? Ước dương của 9. Nhưng đề bài yêu cầu đó là đi tìm các ước của âm 9. Thì các em để ý cho thầy nè, các ước của 9 và âm 9 thì nó đều như nhau ha. Nên là mình cứ đi tìm cái số dương trước. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm kết luận cái âm. Vậy thì mình sẽ ghi đó là tất cả các ước của âm 9 là gì nè? 1 thì đi kèm với nó sẽ là âm 1. 3 đi kèm với nó sẽ là âm 3. Và 9 đi kèm với nó sẽ là âm 9. Thì đấy chính là tất cả các gì? Tất cả các ước của 9 và cũng giống như là tất cả các ước của âm 9 như nhau ha. Chỗ này thầy nói lại nè, tìm tất cả các ước của 9 thì cũng chính là những cái số này. 1, âm 1, 3, âm 3, 9, âm 9. Đấy, các ước của âm 9 là những số này. Và nếu như đề bài yêu cầu tìm các ước của 9 thì nó cũng sẽ là những cái số này. Hai tập hợp ước của nó đều như nhau. Nào ok. Rồi, xong câu B. Tìm các bội của 4 mà nó lớn hơn bao nhiêu? Âm 20 và nhỏ hơn 20. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi tìm các cái bội dương mà nó nhỏ hơn 20 đã. Các bội không âm của 4 nhỏ hơn 20 là. Vậy thì mình sẽ lấy gì? 4 này nhân cho mấy? Đầu tiên các em cứ lấy 4 nhân cho 0 thì sẽ ra là 0. 4 nhân 1 được 4. 4 nhân 2 được 8. 4 nhân 3 12. 4 nhân 4 16. 4 nhân 5 20. Đúng không? Nhưng mà mình để ý cho thầy này. Nhỏ hơn 20. Vậy cái số 20 chỗ này chúng ta lấy không? Không, đúng không? Số 20 chỗ này chúng ta không lấy vì nó nhỏ hơn 20 mà. Như vậy thì các bội không âm của 4 sẽ là 0, 4, 8, 12 và 16. Đấy. Và bây giờ chúng ta đi tìm các bội gì?
Chúng ta đi tìm các bội của 4 nhỏ hơn 20 và lớn hơn âm 20. Các em chỉ cần ghi những cái số đối của nó vào là ok. À, chỗ này chúng ta chấm. Vậy nó hết rồi, tới 16 là kết thúc ha. À, bây giờ mình ghi tất cả các bội của 4 lớn hơn âm 20 và nhỏ hơn 20 là 0. Có số đối không? Không có. Như vậy thì chỉ có duy nhất số 0 thôi. 4. Có số đối không? Có. Âm 4 ghi vào. Tiếp tục. 8. Số đối của nó là âm 8. 12. Số đối của nó sẽ là âm 12. 16. Số đối của nó sẽ là âm 16. Như vậy, đây chính là tất cả các bội của 4 và lớn hơn âm 20, nhỏ hơn 20. Rồi, chúng ta xong nội dung luyện tập 2. Mình đến với nội dung cuối cùng, chính là tranh luận. Rồi, chúng ta đến với nội dung cuối cùng, tranh luận. Bạn B nói rằng, có hai số nguyên AB nào khác nhau nào mà A chia hết cho B? Và B cũng chia hết cho A không? Bạn Vuông nói là sao mà thế được? Bạn Tròn nói là gì nào? À ha, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy. Vậy thì bạn Vuông này là chưa tìm được này, và chưa biết là có hay không. Nhưng bạn Tròn nói là bạn Tròn tìm được rồi đấy. Vậy thì không biết là bạn Tròn tìm được số nguyên nào. Thế thì bây giờ số nguyên mà hai bạn Tròn tìm á, mà để thỏa mãn cái điều kiện của bạn gì? Bạn B nói là A sẽ chia hết cho B và B chia hết cho A, thì chính là hai số đối nhau. Rồi, thầy ghi ha. Hai số nguyên mà bạn Tròn tìm được thỏa mãn ý kiến bạn B là gì nào? Mình lấy số 4 này thì mình sẽ chia hết cho âm 4. Vì 4 này chia cho âm 4 sẽ bằng mấy các em? Âm 1, đúng không? Đấy. Nên là gì? Và ngược lại đó là âm 4 cũng chia hết cho 4. Đấy, các em cứ lấy hai số bất kỳ, còn không thì các em chọn một số khác đó, chẳng hạn như là 12 sẽ chia hết cho âm 12. Và âm 12 cũng sẽ chia hết cho 12. Bất kỳ số đối nào với nhau cũng được. Các em cứ lấy một cặp cho thầy là ok. Rồi, được ha. Như vậy thì chúng ta đã xong nội dung phần tranh luận. Ở đây thì thầy chỉ cần tìm một cặp thôi. Còn bạn nào mà muốn mà thêm thì các em cứ tìm thêm. Rồi, thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Từ bài tập 3.39 đến bài tập 3.43. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.